Long An là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung. Cho đến nay, cơ bản đã hình thành được mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên toàn tỉnh. Không chỉ chịu áp lực tịch diệt các cơ sở giết mổ từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về mà Long An còn phải kiểm soát tình hình nhập lậu gia súc qua biên giới. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo yêu cầu. Hiện nay toàn tỉnh có 12 cơ sở giết mổ tập trung với các phương thức công nghiệp và bán công nghiệp. Đánh giá rất là cao là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Long An đã nhiều năm đã chỉ đạo tổ chức kiểm soát giết mổ là tương đối tốt và tốt hàng đầu. Bên cạnh đó thì Long An có những cơ sở giết mổ là đạt cái trình độ rất là cao của Việt Nam. Trong thời gian tới cần làm mấy cái việc. Một là tiếp tục lại rà soát lại cái kế hoạch của tỉnh, xác định rõ cái lộ trình đến khi nào thì sẽ hết cái giết mổ nhỏ lẻ, có cái chính sách để huy động cũng như là hỗ trợ người dân tại địa phương cũng như các địa phương khác nếu có nhu cầu vận chuyển động vật về thì bắt buộc phải đưa vào giết mổ các cái cơ sở giết mổ tập trung. Theo kế hoạch xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung và tổ chức hoạt động giết mổ gia súc gia cầm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Long An có 8 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ loại 1, 7 cơ sở nhỏ lẻ loại 2, 15 cơ sở tập trung loại 1 và 16 cơ sở tập trung loại 2. Định hướng trong thời gian sắp tới sẽ đầu tư thêm dây chuyền tự động để từ đấy là rút ngắn cái quy trình giết mổ, cái thứ hai là tiết kiệm về chi phí nhân công, người lao động thì dẫn tới thì cái giá thành sản phẩm thì nó sẽ tốt hơn và cạnh tranh tốt hơn. Việc xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ tập trung hiện đại theo hướng công nghiệp sẽ góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường.